Xin chào mọi người. Clip này đúng là của hôm qua, nhưng mà hôm qua ác dính độ dầu, uống về xỉn quá, dịch được hết rồi nhưng mà đọc thì không nổi, nhựa. Thế là để hôm nay. Chân bệnh đế tiên Diệp Thái Hậu 1072. Lúc này nhìn tới người tóm hắn, không cần phải nói, chính là Diệp đại thiếu của chúng ta. Đem lão vu vung mạnh lên, sau đó ầm một tiếng nện thẳng xuống đất. Lão vu Miên Cương phun máu, bị nện đến ngũ tạng lục phủ di dời hộ khẩu, đâu còn có chút mất hết cảm giác. Nếu không phải có nội lực hùng hậu hộ thể thì sớm đã thành một đống. Diệp Đại Hậu cách tuyệt kỹ nện người này không có mấy ai có thể gánh vác được. Tại giới tu sĩ áp dụng đến phàm giới cũng rất dễ sử dụng. Muốn chết, Lã Vô Minh Cương tức giận muốn đứng dậy. Người rất giỏi ăn đòn đó. Diệp Đại Hậu nhíu mày lại đem người ta vung mạnh nện xuống. Hình ảnh sau đó liền có chút nổi da gà. Diệp Đại Hậu dùng sức eo hợp nhất lần lượt đem Lão Vu Mê Cương nện xuống đất, giống như động tác giã lúa, trọn vẹn động tác nối liền thành một mạch, không có chút nào mà không có cảm giác hài hòa. Ầm ầm ầm, những tiếng vang bực này không dứt vang lên bên tai, nền đến đại địa đều phải run rẩy. Giữa các lão bỗng nhiên nuốt nước miếng, nhìn mà hai mắt trừng trừng. Diệp nào mỗi một lần nện xuống, trái tim bé nhỏ của hắn liền rung động một cái. Đó là Lão Vu Miêu Cương đó, một thân độc kỹ xuất sắc, công lực còn xếp trước 10, bây giờ lại bị một hậu bối nện cho thất điên bát đảo, ngay cả phản kháng cũng thể. Hắn chắc chắn tin rằng nếu là hắn bị kéo đi nện xuống như thế thì sớm con mẹ đó đã lên trên hoàng tuyền rồi. Con hàng này là mạnh đến bao nhiêu chứ? Ánh mắt giữa các lão nhìn Diệp Thái Hậu đều trở nên càng thêm đặc sắc. Diệp Thái Hậu không hề quan tâm, còn đang dồn sức nện. Nội lực hộ thể của lão Vu Miên Cương rất giỏi chịu đòn, nhưng hạng người này phải nện mấy lần mới thằng chuyên dùng độc, phải quẳng cho đến khi hắn không thể tự đi đái mới yên tâm được. Cộng thêm lão Vu Miên Cương làm nhiều việc ác, anh còn phải thay trời hành đạo không phải sao? Lão Vu Miên Cương gào thét, mỗi lần muốn phản kích đều bị bốp một cái xuống đất cắt ngang. Một thân bản lĩnh của hắn đều trở thành vật bài trí, mấy chục năm công lực của hắn ở đây cũng trở thành trò cười. Chẳng biết đến lúc nào âm thanh ầm ầm mới chôn vùi. Lại nhìn tới lão Vu Miên Cương nơi nào còn có hình dáng con người đâu chứ, máu me phần phật một mảnh, liền nằm trong cái hố hình người, trong miệng sùi ra bọt máu, hai mắt già nua trợn lồi ra, gắt cao nhìn chằm chằm Diệp Thái Hậu. Hắn ngược lại là muốn cử động, nhưng đáng tiếc là có lòng mà không có sức, kinh mạch toàn thân đều đứt đoạn, ngay cả xương cốt đều bị vỡ nát. Giờ phút này hắn còn có thể sống được đã là một kỳ tích, còn muốn cử động nữa sao? Người đến tập cùng là ai? Lão Vu Miên Cương nói ra, trong miệng còn đang tuôn máu. Cái gọi là họ cùng tên chỉ là ký hiệu mà thôi. Diệp Đại Học cười một tiếng, có chút đưa tay một chưởng kết liễu Lão Vu. Như các lão ở một bên không khỏi hít vào một hơi không khí lạnh. Quen biết Diệp Đại Học lâu như vậy nhưng cũng còn chưa biết Diệp nào lại là kẻ sát phạt quả đoán, lại còn lãnh khốc như vậy. Nói giết liền giết, không có chút nào mập mờ, mà lại từ đầu đến cuối trên mặt đều là nụ cười. Một cái chớp mắt này hắn chợt cảm thấy sau lưng có một hố lạnh ùa ra. Cũng may lúc trước đánh Diệp nào cũng không có đánh quá mức, nếu không hắn sẽ so với lão Vu còn thảm hại hơn. Buồn bực nhất chính là lão Vu Mê Cương đêm hôm khuya quắt không chịu ngủ, càng muốn chạy đến tìm bảo bối là càng muốn làm chút hoạt động giết người cướp của, đến mức một chút không để ý đụng phải cọng rơm cứng, một lần không hợp liền bị ngã chết. Không sai, là bị ngã chết. Một cái độc châm để không kịp thi triển liền được đưa về âm phủ. Người giang hồ cả mấy chục ngàn, có lẽ không thể tìm ra kẻ nào ở mức hơn hắn. Nhân quả tự báo, chưa có trách ta. Diệp nào ngồi xuống, ngân phiếu còn lộc dịch cái gì đó trên người lão Vu bị anh càn quét sạch sẽ, kiểu gì cũng sẽ có lúc dùng đến, chính lợi phẩm mà, ngu sao không cầm. Giữa các lão ho khan không dám bước lên phía trước. Đối với lão Vu Miệt Cường, hắn là e ngại từ tận đáy lòng. Tuy là đã chết nhưng vẫn là một thân độc dược, cũng thế sờ loạn. Đương nhiên hắn cũng khó tránh khỏi
một cái chớp mắt hoảng hốt. Nhãn độc vật để giang hồ vừa nghe tiếng đã sợ mất mặt này, vậy mà chết rồi, mà lại là bị người ta nện chết. Thật đến người khó thể tin. Chuyện này nếu dính truyền đi, hơn phần nữa không người nào thèm tin. Đi. Diệp Đào phất tay áo một cái, chậm rãi nhấc chân. A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai, lá vô tiền bối, lên đường bình an nha. Như các lão mặc niệm tâm kinh, trước khi đi vẫn không quên đem thi thể lão vu đốt thành tro bụi. Lúc này mới đuổi theo bước chân Diệp Đào, nhưng cung dám chạy theo quá gần, sợ Diệp Đào nện chưa đã tay cũng nện cho hắn một hai lần. Hắn cái bộ xương cốt già nua này không thể chịu được nện như vậy, thực sự là yêu nghiệt. Như các lão luôn được gặp, cũng theo đó đuổi theo bước chân Diệp Đào. Trong mắt hắn, Diệp Đào phía trước đã cùng quái vật không khác nhau là bao, đặc biệt là thuộc các chủng loại yêu nghiệt. Lúc về đến Tu Tiên Trấn thì trời đã khuya. Diệp Đào về thẳng phía viên nhà mình, như các lão không nhanh không chậm đi theo, ở đằng sau gật gù đắc ý. Đời đã theo tới cửa nhà Diệp Đào vẫn còn không có ý rời đi, khi thì sẽ còn ho nhẹ một tiếng, phá vách như là đang nhắc nhở Diệp Đào: "Ê, phía sau người còn có một người đang sống sờ sờ đó." Diệp Đào nhíu mày, không chỉ một lần liếc nhìn dưới các lão, cho đến một cái chớp mắt trước khi anh vào trong nhà, anh mới đột nhiên nhớ ra. À, hóa ra là anh là quên một chút gì đó. Quên cái gì vậy chứ? Là quên chuyện cho dưới các lão bí tịch khinh công. Anh lúc trước đã có nói qua, nếu không thì lão đầu này làm sao lại một đường cùng anh về đến đây này chứ? Cho dù anh trí nhớ không tốt thì lão Dương cũng hề quên. Có lắm, cứ thả. Diệp Đào liếc lão một cái. Lão Hữu coi là người kiểu gì cũng sẽ nhớ tới việc kia. Như các lão ngữ trọng tâm trường nói: "Chỉ toàn lời vô dụng, chờ đi." Diệp Đào đi vào không tới 3 phút nên thấy một bộ sách cổ được ném ra ngoài. Cầm bí tịch trên tu lượn đi. Được. Như các lão chụp lấy, cười không ngậm được mồm, một tay ôm Hắc Huyền Thiết trong ngực, một tay nắm chặt bí quyển. Tối nay thật đúng là việc vui không ngừng kéo tới, có được thần thiết chế tạo binh khí, còn có một tông bí tịch tuyệt thế, một cái là cơ duyên, một cái là tạo hóa. Tối nay hắn chú định là ngủ không được. Về tới tử lâu, hắn đóng chặt cửa phòng, buông xuống Hắc Huyền Thiết, liền không kịp chờ đợi mở ra bí quyển. Bí quyển tràn ngập chữ viết, mỗi một chữ đều ẩn chứa khí uẩn không thể giải thích, lý giải sự ảo diệu của Thái Hư Cước. Trừ cái đó ra còn có rất nhiều cảm ngộ của Diệp Đào cũng được viết ở trong đó. Diệu, quả thực là ảo diệu. Trước ánh nến, giữa các lão nhìn đến hưng phấn. Ngay cả hắn, một ca thủ võ lâm tu trong vòng mấy chục năm, nội lực này cũng nhìn không được mà phải tán thưởng. Hắn chưa bao giờ thấy hoa bí tịch huyền ảo như thế, đem ý nghĩa của khinh công trình bày phát huy vô cùng tinh tế, để hắn trong nháy mắt có chút đột nhiên giác ngộ. Sau khi đọc lướt qua bí tịch, hắn cũng không khỏi thụ sủng nhược kinh. Một bí tịch như thế có thể xưng là võ lâm chí bảo. Diệp Đào nói chuyện liền truyền không chút mập mờ, đây là coi hắn là người trong nhà rồi à, là vinh hạnh đến cực điểm. Thu lại suy nghĩ kích động, lão Dương liền cất bí quyển ra khỏi phòng, đi vào hậu viên, dựa theo bí tịch viết từng bước một tu luyện. Nhưng cũng không có cách nào, tư chất của hắn chỉ thường thường, khó phá giải được chân lý của Thái Hư, đến khi đầu đầy mồ hôi cũng thể học được một chút nào. Nhưng càng là như thế, hắn càng sợ mà vui. Bí tịch mà vừa học liền hiểu thì đó chỉ là mặt hàng cửu lưu, còn như Thái Hư Cước bực này còn phải tích lũy năm tháng để lĩnh ngộ mới thể hiểu được chân lý của nó. Điểm này ngược lại là không sai. Từ khi Diễn Hào năm đó học được Thái Hư Cước này, trước trước sau sau cũng đã có mấy trăm năm mới chính thức có thể phá giải ý nghĩa, càng không nói đến là lão một phàm nhân. Chớp mắt đã tới bình minh. Trong hậu viện tử lâu, giữa các lão vẫn còn đắm chìm bên trong sự lĩnh ngộ bí tịch. Mà bên này, Diệp Đào đã đến cổng tử lâu, không nhanh không chậm bày ra đồ đạc. Hôm nay không thấy giữa các lão đón đợi, anh cũng có gì ngạc nhiên. Lão Dương là ca thủ võ lâm ẩn thế, nhưng cũng là một võ sĩ. Thái Hư Cước là huyền diệu tới cỡ nào, đối lại là ai khác thì cũng sẽ không có cách nào tự kiềm chế nổi. Lão Gia Gia, cho ngươi này. Giữa các lão không đến, nhưng tiểu dân phàm lại đến, vẫn hoàn toàn như trước đây.
hai tay nâng lấy bánh bao thịt nóng hổi, cười hồn nhiên mà thuần phát, chân chất mà ngây thơ. Diệp Đào mỉm cười, ung cử tuyệt. Tế Gia Hỏa rất hiểu chuyện, vẫy vẫy bàn tay nhỏ, liền chạy tới trường Tư Thục. Một cái bánh bao vào trong bụng, Diệp Đào lại bày ra động tác kinh điển, hai tay chống cằm, buồn bực ngán ngẩm, không người nào đến đoán mệt, vậy thì nằm chờ thôi. Chẳng biết đến lúc nào, anh mới liếc mắt quét nhìn về một phương. Bên trong đám người rộn ràng, có 3-5 bóng người dắt đỡ nhau khập khiễng đi tới. Từng người đầu tóc rối tung, quần áo tả tơi, sắc mặt cũng tái nhợt, xem ra bị thương không hề nhẹ. Chợt nhìn tới giống như là người chạy nạn, nhưng cẩn thận nhìn một chút mới biết không phải là người bình thường. Bọn hắn chính là các thủ võ lâm cùng dị sĩ lúc trước đi dò xét cố mộ, đi mấy chục người lại trở về chỉ có 3-5 người. Nhìn thần sắc bọn hắn còn lưu lại vẻ sợ hãi, rất hiển nhiên ở bên trong ngôi mộ cổ đã gặp không ít ác nạn, bây giờ còn có thể sống được đã là trời xanh ban ân. Đường cái náo nhiệt bởi vì sự xuất hiện của bọn hắn càng trở nên huyên náo. Người qua đường đều rất ăn ý nhường ra một con đường, tụ tại hai bên đường cái chỉ rõ những người này, nhìn bọn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ. Máu me khắp người như vậy thì đi đến đâu để thu hút sự chú ý của mọi người. Mấy người kia từng người đều cười tự giễu, cố ý che giấu khuôn mặt, dìu nhau tiến vào tủ lâu. Lần dò xét một cổ này đâu chỉ là thương vong thảm trọng mà gần như là bị toàn diệt, không tới thì không biết, tới rồi mới giật mình, có thật là phá vỡ nhân sinh quan. Càng buồn cười hơn chính là bọn hắn ngay cả mộ chính ở đâu cũng tìm được. Nhưng điều đáng trân trọng nhất hẳn là bọn hắn cả đám đã đánh giá quá cao năng lực của mình, coi là thông hiểu một chút về âm dương ngũ hành liền vô địch thiên hạ. Ai có thể nghĩ tới bị một tòa cổ mộ hành cho không ngóc đầu lên được. Thú vị. Diệp Đào thu lại ánh mắt, không có chút kinh ngạc nào, biểu lộ gì cũng có. Nếu có thể nói thì anh cảm khái, ngược lại là có một chút, đó chính là những người này lại vẫn có thể còn sống ra ngoài, thực sự là kỳ tích. Không bao lâu sau, Dược Các Lão cũng ra tới, vui tươi hớn hở, mà cũng trùng hợp nhìn thấy những người kia. Bí tịch kia đã dùng tốt hay chưa? Dược nào một câu không mặn không nhạt. Đúng là bác đại tinh thâm, huyền não đến cực điểm. Dược Các Lão lúc nói chuyện, ngữ khí đều run rẩy. Diệp Đào cười một tiếng, tuyệt nhiên không nói thêm câu nào. Từ một bộ bí pháp của tu sĩ cải tiến thành bí tịch như vậy, đầy đủ cho Dương Các Lão hưởng dụng cả đời, cho đó là còn sót lại 40 năm, cho dù lại sống thêm một kiếp nữa thì Lão Dương cũng khó mà phá giải được chân lý. Chỉ có điều đây là tại thế gian, chỉ cần lĩnh ngộ một chút gia lông cũng đủ để khinh thường quần hùng. Đây chính là phàm thế, một tôn tiên nhân cho dù bị phong ấn thành phàm nhân thì cũng đủ để ngạo thị thiên hạ. Dương Các Lão lại rời đi, đi lĩnh ngộ thái hư cước. Trước khi đi còn bốc thêm một quẻ. Suốt một ngày này, ngoài trừ Dương Các Lão ra thì không có người nào đến đây. Diệp Đào suốt một ngày trôi qua bình thản, không có gì lạ. Màn đêm đúng lúc buông xuống, Diệp Đào không nhanh không chậm thu dọn đồ đạc, ăn một bát mì Dương Xuân liền trở về tiểu viên. Dưới ánh trăng, toàn thân anh có tinh huy phổ chiếu, tu luyện nội lực lại lên thêm một tầng nữa. Công lực bây giờ của anh có phần vô song. Một người bình thường muốn đuổi kịp được anh, tối thiểu cũng phải tu luyện cả 100 năm. Sau 3 giờ thiền định, anh chìm vào giấc ngủ sâu trong im lặng. Nhờ các lão bên này liền bận rộn khá nhiều, mãi mê tu luyện thái hư cước, đầu đầy mồ hôi trở về, ôm ra khối hắc huyền thiết kia, cầm một cái đồ chơi tên là kính lúp, nghiên cứu ròng rã suốt một đêm, đây chính là thần thiết chế tạo binh khí. Một khi đúc ra, hẳn sẽ là tuyệt thế thần binh, chém sắc như chém bùn, cũng không đáng kể. Đáng tiếc, hắc huyền thiết quá cứng, hỏa diễm bình thường, căn bản là không cách nào nung chảy được. Đến cả bừa kiếm của hắn cũng bị chấn thành hai nửa, vẫn mãi may không lay động được, càng chờ đó là đem tạp chất trong đó loại bỏ. Như các lão bất lực, chống tay ngồi xổm ở mép giường, trơ mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nóng lòng chờ đợi đến bình minh. Theo hắn thấy,
Diệp Đạo tất sẽ có phương pháp nung chảy huyền khiết. Anh tựa như không gì mà làm không được. Bên trong sự chờ đợi và lo lắng, từ phương đông cuối cùng cũng chiếu ra một vầng đỏ tươi. Dược Các Lão xoay người đứng lên, cất đi hắc huyền thiết, liền đứng tại cổng Tửu Lâu như một tôn thần dưới cửa, một đôi mắt già nua nhìn về một phương tràn đầy mong chờ. Trưởng quỹ Tửu Lâu cùng Điếm Tiểu Nhị thấy vậy, từng người đều vò đầu bứt tai, không rõ ràng cho lắm. Chỉ vì những ngày qua, Dược Các Lão hành động quá khác thường, mỗi ngày đều dậy đặc biệt sớm, cơm còn chưa ăn liền chạy tới cổng. Người biết đến thì hắn là cao thủ võ lâm, người không biết còn tưởng rằng hắn là lão già canh cổng. Tại giữa cái nhìn chăm chú của hắn, bên trong đám người vội vàng, Diệp Đào mang theo cái bàn xuất hiện. Để ta làm, để ta làm. Từ thật xa, giữa các lão liền đi tới nghênh đón, rất là nhiệt tình, giúp Diệp Đào bày ra chỗ ngồi, một mớ dụng cụ đều sắp xếp thỏa đáng. Sao rồi, hát liền thiết có cứng hay không? Diệp Đào như khó như không nói ra. Tiểu Hữu đã là biết, vậy người có biện pháp nào nung chảy hay không? Dược Các Lão xoa xoa hai bàn tay. Huyền thiết từ trên trời rơi xuống, hỏa diễm bình thường, tuyệt đối khó nung chảy. Diệp Đào lười biếng ngồi xuống. Sắc như vậy cần dùng lực lượng giữa thiên địa mới có thể làm nó tan ra. Thí dụ như lôi điện. Lôi điện sao? Dược Các Lão nghe mà ngạc nhiên, vô thức ngửa đầu trước nhìn bầu trời một chút, lúc này mới lại nhìn Diệp Hào cười khan nó ra. Lôi điện cũng phải là đùa giỡn, lỡ phá hỏng nó thì sao? Không thể phá được. Diệp Hào lười biếng nói tiếp. Vậy thì tốt. Dư Cách Lão cười ha hả, ngồi tại trước bàn. Mỗi ngày tất phải có một việc, hôm nay cũng phải là ngoại lệ. Hắn muốn tính toán là nhân duyên, vẫn còn đang nghĩ đến tình yêu mãnh liệt của mình.